Xin chào. Câu chuyện hôm nay mà tôi muốn kể xảy ra trên ngọn núi khó leo nhất thế giới. Khi nhắc đến đỉnh núi cao nhất thế giới, người ta có thể nghĩ ngay đến đỉnh Everest. Kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của con người vào năm 1953, đã có hơn 4.000 người đã leo lên đỉnh Everest thành công, và con số này vẫn đang tăng lên. Việc leo lên đỉnh Everest đương nhiên là rất khó, nhưng nó không phải là đỉnh núi khó leo nhất. Có một đỉnh núi thậm chí còn khó leo hơn đỉnh Everest, đó là đỉnh K2, đỉnh núi cao thứ hai trên thế giới. Năm 2008, những người đam mê leo núi từ khắp nơi trên thế giới hướng về đỉnh K2 với tinh thần phấn khởi, chuẩn bị chinh phục ngọn núi cao thứ hai thế giới. Vậy nhóm người đó có thể leo lên đỉnh của ngọn núi không? Và họ sẽ gặp phải những khó khăn nào trong quá trình này? Trong năm ngọn núi cao nhất thế giới, đỉnh cao thứ nhất là Everest cao 8.848 m, đỉnh núi cao thứ hai là K2 cao 8.611 m, đỉnh cao thứ ba là Kanchenjunga cao 8.586 m, đỉnh cao thứ tư là Lhotse cao 8.516 m, và đỉnh cao thứ năm là Makalu cao 8.463 m. Ngoại trừ đỉnh K2, còn lại 4 đỉnh đều thuộc dãy Himalaya. K2 là đỉnh chính của dãy núi Karakoram, trong đó K dùng để chỉ dãy núi Karakoram và 2 dùng để chỉ đỉnh cao thứ hai thế giới, do đó nó có tên gọi như vậy. Vào tháng 7 năm 1954, hai nhà leo núi thuộc đoàn thám hiểm Italy là những người đầu tiên leo lên đến đỉnh K2. Thời điểm này muộn hơn một năm so với thời điểm những người đầu tiên leo lên đỉnh Everest. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong của những người leo núi khi leo lên đỉnh Everest là 4%, trong khi tỷ lệ tử vong của những người leo núi khi leo lên đỉnh K2 lên tới 29%. Vì vậy, đỉnh K2 được cộng đồng leo núi thế giới đánh giá là ngọn núi cao khó leo nhất thế giới. Đối với một ngọn núi nguy hiểm và đầy thử thách như vậy, nó đương nhiên thu hút nhiều nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới. Họ không sợ nguy hiểm và đã đưa ra lời thách thức đối với ngọn núi cao thứ hai thế giới này. Năm 2008, tổng cộng có 8 đội leo núi từ khắp nơi trên thế giới đã đến sân bay Skardu ở miền Bắc Pakistan. Họ được đào tạo bài bản và hầu hết đều là những nhà leo núi giàu kinh nghiệm. Cả nhóm bắt xe jeep từ sân bay và lái dọc theo đường cao tốc Karakoram. Đường đi gập ghềnh, nhưng những người leo núi đều mỉm cười phấn khởi. Sau một thời gian lái xe, mọi người đã đến Oskali, một thị trấn nhỏ ở vùng Gilgit Baltistan, ở độ cao 3.040 m. Đây là nơi định cư lâu dài cuối cùng trước khi tiến vào vùng hoang dã của dãy núi Karakoram. Những người leo núi không thể lái xe trong phần còn lại của hành trình và chỉ có thể tự chuẩn bị bằng cách đi bộ đường dài. Sau đó một nhóm người đi bộ về phía khu cắm trại của đỉnh K2. Đường vào núi hầu hết là những con đường quanh co với những tảng đá lăn khắp nơi, nên bạn phải luôn cẩn thận. Vào tháng 5 và tháng 6, khi mực nước sông vừa dâng cao, những người leo núi đã đi bộ xuyên núi và sông trong 3 ngày, sau đó đi theo con đường sông băng. Đồng thời, độ cao đang dần tăng lên và việc đi bộ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Sau nhiều ngày leo núi, cuối cùng những người leo núi cũng đến được trại căn cứ đầu tiên. Nơi này nằm ở độ cao 5.100 m. Khi ngẩng đầu lên và nhìn về phía đỉnh K2, mọi người có thể thấy nó cao chót vót trên mây và trên đỉnh phủ đầy tuyết, giống như một xứ sở thần tiên nơi trần thế. Lúc này, hành trình chinh phục đỉnh K2 chính thức bắt đầu. Do môi trường khí hậu trên núi khắc nghiệt nên mùa lạnh kéo dài từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 4 năm sau. Nhiệt độ thấp nhất trên K2 có khi xuống tới âm 50 độ C. Hơn nữa, gió mạnh cấp 8 thường thổi trên núi. Tốc độ gió tối đa có thể lên tới hơn 25 m/s, nên không thích hợp để leo núi trong giai đoạn này. Từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, ở đây đang là mùa hè, nhiệt độ trên núi tăng nhẹ, tương đối thích hợp để leo lên đỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là mùa mưa ở khu vực đỉnh K2. Tuyết tan và lượng mưa tăng lên dễ gây lũ lụt. Trước khi leo lên đỉnh K2, những người leo núi phải đi bộ một đoạn qua sông trước khi vào núi, nên sẽ gây khó khăn cho họ. Vì vậy, thời điểm tốt nhất để leo lên đỉnh K2 là vào từ tháng 5 đến đầu tháng 6, khi mực nước sông vừa lên nhưng không cao. Sau đó đợi đến khi nhiệt độ trên núi ấm hơn một chút từ tháng 7 đến tháng 9. Một số người dự định ở lại trại một thời gian và đợi cho đến khi nhiệt độ tăng lên vào mùa hè trước khi tiếp tục leo lên đỉnh núi. Nói chung, những người leo núi sẽ ở lại trại trong khoảng 2 tháng để chờ mùa hè đến. Một số người leo núi phải ở trại trong một thời gian dài nên sẽ tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm và vật tư. Nếu muốn bổ sung thì cần phải có sự giúp đỡ của những người Sherpa. Người Sherpa sống rải rác ở hai bên dãy Himalaya. Vì nồng độ huyết sắc tố của họ cao hơn người bình thường nên khả năng chống lại tình trạng thiếu oxy. Cơ thể của họ cũng thích nghi hơn với môi trường độ cao nên họ thường được thuê để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trên núi, chẳng hạn như dẫn đường hoặc cung cấp vật tư cho người leo núi, đặt dây để leo núi và cứu người leo núi trong trường hợp xảy ra tai nạn. Hầu hết họ đều có kinh nghiệm và làm việc ở vùng núi cao quanh năm. Mặc dù những người Sherpa đã thích nghi với môi trường núi cao và có nhiều kinh nghiệm,
Nhưng đường tiếp tế tại trại ở độ cao 5.100m lại quá xa. Nếu không may thời tiết xấu lại xảy ra, người Sherpa sẽ rất khó đi bộ lên núi. Vì vậy, khi leo núi, mọi người cần tích trữ đồ dùng và chờ thời tiết tốt đến. Một khi nguồn dự trữ không đủ và nguồn cung cấp bị gián đoạn, những người leo núi sẽ khó có thể sống sót trong trại. Đây là khó khăn đầu tiên mà những người leo núi sẽ gặp phải. Có một số khu cắm trại giữa trại căn cứ và trên núi. Trại số 1 nằm ở độ cao 5.800m. Trại số 2 nằm ở độ cao 6.700m. Trại số 3 nằm ở độ cao 7.400m. Và trại số 4 nằm ở độ cao 7.800m. Trên núi rất dốc, độ dốc trung bình khoảng 45 độ. Độ cao thẳng đứng từ trại căn cứ ở phía bắc đến đỉnh chênh lệch khoảng 4.700m. Đây là đỉnh có chênh lệch độ cao thẳng đứng lớn nhất trong số các đỉnh cao trên 8.000m trên thế giới. Băng tuyết ở đây xảy ra lở thường xuyên. Địa hình phức tạp khiến việc leo đỉnh K2 càng khó khăn hơn. Hành trình này là một thử thách lớn đối với những người leo núi. Nhưng chỉ những người có thể đến được trại 4 mới đủ điều kiện chinh phục được đỉnh K2. Vào tháng 5 năm 2008, những người leo núi lần lượt khởi hành từ trại căn cứ. Hàng trăm người leo núi tiến về trại số 1 nằm ở độ cao 5.400m. Hít thở trên ngọn núi cao giống như thở bằng ống hút, khiến họ khó thở và hụt hơi. Bởi vì những người leo núi đã ở trong môi trường ít oxy ở độ cao trong một thời gian dài, nên họ dễ bị sai độ cao. Người leo núi có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, tê tay chân, dáng đi không vững và có thể hôn mê. Họ thậm chí có thể bị ảo giác, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của người leo núi. Ngoài chứng sai độ cao, những người leo núi còn rất dễ bị mù tạm thời vì những ngọn núi được bao quanh bởi những mảng tuyết trắng và độ phản chiếu của tuyết và ánh sáng mặt trời lên tới 95%, nên nhìn thẳng vào tuyết cũng giống như nhìn thẳng vào mặt trời. Khi võng mạc của mắt bị kích thích bởi ánh sáng mạnh trong thời gian dài, rất dễ gây mù tạm thời. Sau khi xuất phát từ trại căn cứ, người leo núi bắt đầu sử dụng dây để leo. Trên những sườn dốc, người leo núi cần phải luôn cẩn thận dựa vào dây leo để di chuyển về phía trước. Một khi tầm nhìn bị mờ, rất dễ bị trượt chân và rơi xuống núi. Chẳng bao lâu sau, những người leo núi lần lượt đến trại 1. Giữa trại 1 và trại 2 có một con dốc tuyết. Ở đây, những người Sherpa có kinh nghiệm sẽ được thuê để mang dây trước tiên, leo lên nơi cao và cố định đầu dây vào tảng đá, sau đó buộc dây lại. Điều này cho phép người leo núi leo lên dọc theo sợi dây. Đồng thời, dây thừng còn có thể đóng vai trò sắp xếp lộ trình và dẫn đường. Chẳng bao lâu, những người leo núi đã dựa vào dây thừng để leo từng bước đến trại số 2. Nhưng điều khiến họ chú ý là có một bức tường đá cao chót vót, còn được gọi là ống khói, được bao quanh bởi những khoảng trống trên đá ở ba phía, chỉ đủ rộng cho một người lên. Những người leo núi phải cẩn thận băng qua cái ống hẹp này, sau đó phải trèo qua một bức tường băng lớn trước. Ngay cả trong mùa hè, tình trạng tê cóng cũng thường xuyên xảy ra. Từ trại 3 đến trại 4, bạn cần phải leo lên sườn núi phía đông nam. Đoạn núi này có băng tuyết và đá bao quanh. Vì gió trên núi rất mạnh nên lều rất dễ bị gió thổi bay, nên trại 4 cũng là trại cuối cùng trên chặng đường leo núi. Khí hậu trên đỉnh K2 rất khó dự đoán và có thể có nhiều loại điều kiện thời tiết trong một ngày. Nó xuất hiện luân phiên và thay đổi nhanh chóng cứ sau 3 giờ. Ngay cả khi sử dụng các phương tiện công nghệ cao cũng rất khó để dự đoán chính xác sự thay đổi thời tiết trên đỉnh K2. Trong trường hợp thời tiết xấu, người leo núi sẽ khó có thể đảm bảo an toàn cho bản thân trên những ngọn núi cao hàng ngàn mét so với mực nước biển. Vì vậy, các nhà leo núi từ nhiều quốc gia khác nhau lần lượt đến trại 4, nơi họ tập trung lại và kiên nhẫn chờ đợi một ngày nắng đẹp để lên đường chinh phục đỉnh núi. Tuy nhiên, không ai biết một thảm họa đang lặng lẽ ập đến. Ngày 1 tháng 8 năm 2008 là thứ Sáu, những người leo núi đã đến trại 4 được nhiều ngày. Một số thậm chí còn ở đây 2 tháng chỉ để chờ thời tiết tốt. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ tăng cao và tốc độ gió thấp vào ngày hôm sau. Đây sẽ là cơ hội hiếm có để leo lên đỉnh núi. Vào lúc nửa đêm, những người Sherpa khởi hành trong bóng tối. Họ bước đi cẩn thận trong tuyết và cố định dây leo núi để chuẩn bị cho những người leo núi chinh phục đỉnh núi sau bình minh. Lúc này, họ đang ở độ cao 7.800m so với mực nước biển. Những người Sherpa đặt sợi dây vào lúc 3 giờ sáng và nhận thấy không còn đủ dây nên họ phải quay lại trại 4 để lấy thêm dây. Vì thế, tiến trình lên đỉnh của những người leo núi sẽ bị chậm lại. Sau khi nghe tin, một số người leo núi quyết định rằng ngày này có thể không phù hợp để lên đỉnh, nên quyết định từ bỏ và chọn một ngày khác. Nhưng vẫn có nhiều người leo núi nhất quyết tiếp tục leo lên đỉnh ngày hôm đó. Thời gian đã đến 8 giờ. Khi trời đã rạng sáng, những người Sherpa đã hoàn tất việc lắp dây leo. Các nhà leo núi đã mặc trên mình bộ quần áo leo núi, cầm gậy leo núi và mang theo thiết bị dày đặc trên lưng. Họ từ từ leo vòng quanh, dọc theo sợi dây an toàn để lên đến đỉnh. Mặc dù thời tiết ngày hôm đó không tệ lắm, nhưng những người leo núi vẫn cảm thấy khó thở vì đã ở trong môi trường ít oxy trong thời gian dài. Một số người bắt đầu thở dốc khi đi bộ được một đoạn. Họ quyết định bỏ cuộc và quay trở lại trại 4. Nhưng một số nhà leo núi khác giàu kinh nghiệm với thể lực tốt vẫn tiếp tục tiến về phía đỉnh núi.
Có người đi nhanh, có người đi chậm. Cả đội xếp thành một hàng dài. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên bên tai những người leo núi. Hóa ra ở độ cao 8.200m, một nhà leo núi người Serbi tên Mandic đã mở khóa an toàn để tăng tốc độ. Nhưng anh ta vô tình trượt chân và cố đưa tay ra để kéo nó. Nhưng đã quá muộn. Anh ta mất thăng bằng và rơi xuống hơn 100m và nằm trên tuyết bên dưới. Những người chạy 4 đã nhìn thấy có người rơi xuống sườn đồi và liền chạy lại để giải cứu. Nhưng khi đến nơi, Mandic đã không còn mạch đập. Mọi người đều muốn vận chuyển thi thể của Mandic xuống dưới nên đã gọi một số người khuân vác từ trên cao đến giúp đỡ. Nơi này nằm ở độ cao trên 8.000m so với mực nước biển. Rất khó để vận chuyển Mandic về trại và nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một người khuân vác người Pakistan tên là Baig đã đến địa điểm của Mandic và muốn hợp tác để vận chuyển Mandic xuống. Đột nhiên, có người nhận thấy bước đi của Baig bắt đầu không vững và anh ấy lắc lư từ bên này sang bên kia khi đi. Đây là triệu chứng điển hình của chứng say độ cao. Thế là mọi người bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Baig. Đúng lúc này, điều mà mọi người lo lắng đã xảy ra. Bước đi của Baig không cẩn thận, anh vô tình trượt chân ngã và rơi xuống sườn đồi. Mọi người đều biết rằng anh ta không thể sống sót khi rơi từ độ cao như vậy. Sau đó, mọi người từ bỏ ý định gửi Mandic xuống dưới. Một nhà leo núi cũng đến từ Serbia giống Mandic, lấy lá cờ cho anh ta lại rồi buồn bã rời đi. Mandic đã ở đây mãi mãi và cho đến hiện tại đã có hai người bị mất mạng ở đây. Vì sự cố xảy ra ở độ cao hơn 8.000m nên nhiều người leo núi trở nên sợ hãi sau khi nghe tin. Một số người đã đạt đến độ cao 8.200m nhưng cuối cùng họ quyết định từ bỏ kế hoạch leo lên đỉnh và quay trở lại vào ngày hôm đó. Những người leo núi đã tập trung lại, lối đi bị hẹp trong một khoảng thời gian. Điều này một lần nữa làm chậm tiến độ của những người quyết định leo lên. Họ rất cẩn thận trong từng bước đi. Tiếp theo, họ đến địa điểm nổi tiếng nhất trên đỉnh K2, được gọi là Bottleneck, tên tiếng Việt là nút cổ chai, đoạn nguy hiểm nhất của đỉnh K2. Độ dốc ở đây khoảng 80 độ, gần như thẳng đứng. Không chỉ vậy, phía trên còn có những khối băng khổng lồ. Những khối băng này có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Một khi một tảng băng lớn rơi trúng người leo núi, sẽ khiến họ mất mạng ngay lập tức. Phần lớn các vụ tai nạn trên núi K2 đều xảy ra ở đây. Sau khi những người leo núi đến nút cổ chai, họ thắt chặt dây thừng và thận trọng tiến về phía trước từng bước, không ai biết liệu lớp băng phía trên có rơi xuống hay không. Tất cả những gì họ có thể làm là nhanh chóng vượt qua thật nhanh. May mắn thay, khi đoàn đi qua nút cổ chai, không có tảng băng lớn nào rơi xuống và không ai gặp phải tai nạn. Sau khi vượt qua nút cổ chai, điểm cao nhất của đỉnh K2 là trong tầm dễ dàng tiếp cận. Đỉnh có hình kim tự tháp và quanh năm bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Các sườn dốc được bao phủ bởi cái rãnh do tuyết lở để lại. Vào lúc 4:30 chiều, người leo núi đầu tiên đã leo lên đỉnh K2 với độ cao 8.611m so với mực nước biển. Anh nhìn quanh và thấy khắp nơi đều là những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Khoảng thời gian đẹp đẽ của họ đến vào lúc 7:30 tối, khi người leo núi cuối cùng đã lên tới đỉnh núi. Theo thống kê, ngày hôm đó có tổng cộng 18 người leo lên đỉnh thành công. Một số người đã chụp ảnh và nghỉ ngơi một chút trên đỉnh trước khi chuẩn bị trèo xuống dưới. Họ đi xuống nút cổ chai dọc theo sợi dây mà họ đã leo lên. Nhóm người chậm rãi đi xuống. Một nhà leo núi người Na Uy tên Ba đang đi qua nút cổ chai. Anh ta đang đi xuống từng bước một thì đột nhiên có một tảng băng lớn từ trên đầu rơi xuống đập mạnh vào người anh ta. Vợ của Ba ở ngay phía sau, nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn chồng mình bị tảng băng đè chết. Sau đó, những mảnh băng vỡ nằm rải rác khắp nút cổ chai, khiến những người đi sau anh ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đây là mối nguy hiểm chết người đối với những sợi dây liên quan mật thiết đến tính mạng của người leo núi. Vì vậy, nhiều người bắt đầu rút lui. Họ quyết định cắm trại tạm thời ở nút cổ chai và đợi đến khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau mới tiếp tục trèo xuống. Một số nhà leo núi khác cho rằng ở lại nút cổ chai là rất nguy hiểm. Ở đây quá cao, gió quá mạnh, lều không thể dựng ổn định và lượng oxy dự trữ cũng không đủ. Họ cảm thấy thay vì ở lại đây chờ cứu viện, tốt nhất nên xuống núi vào ban đêm. Như vậy vẫn còn hy vọng sống sót. Vì vậy, nhiều nhà leo núi chọn cách tiếp tục xuống núi trong bóng tối, bất chấp màn đêm. Tuy nhiên, xuống núi mà không có dây là cực kỳ nguy hiểm. Trong số đó, có một nhà leo núi người Pháp tên là Dabaride. Do cạn kiệt oxy, những người leo núi cùng cũng không thể hỗ trợ anh ta. Khi họ nhìn thấy Dabaride hét lên, họ thấy anh ta ngã xuống núi. Sau đó đèn sáng của anh ta tắt và biến mất trong bóng tối rộng lớn. Thời điểm đã đến vào sáng sớm ngày 2 tháng 8. Lúc này vẫn còn 8 người đang ở nút cổ chai. Một nhà leo núi người Hà Lan tên Rogan nhận thấy tầm nhìn của mình không còn rõ ràng như trước. Biết mình sắp mắc chứng mù tuyết nên Rogan tăng tốc xuống núi. Trên đường đi, anh nhìn thấy 3 người leo núi người Hàn Quốc
bị vướng vào dây thừng và trên người có vết máu. Tình thế của họ rất cấp bách. Rogen thấy họ vẫn đang di chuyển và xác nhận rằng những người leo núi này vẫn còn sống. Tuy nhiên, Rogen nhận thấy rằng anh ta chỉ còn lại rất ít thể lực. Nếu anh ta mạo hiểm cứu họ, nó có thể không hiệu quả và thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình. Vì vậy, anh tăng tốc và muốn quay lại trại 4 để nhờ thêm người giúp đỡ. Trong quá trình Rogen xuống dốc, một nhà leo núi ở Orlando tên McDonnell cũng nhìn thấy ba nhà leo núi Hàn Quốc bị mắc kẹt. Không suy nghĩ nhiều, anh ta đã ngay lập tức giải cứu họ. Đột nhiên, vì lý do nào đó, McDonnell leo lên đỉnh núi. Ba người Hàn Quốc bị mắc kẹt hét lên với anh, nhưng anh không trả lời. Lúc này, những người bị mắc kẹt biết rằng McDonnell có thể bị ảo giác do chuyến say độ cao. Trong lòng ba người trầm xuống. Họ không chỉ mất đi sự giúp đỡ mà họ đã chờ đợi, mà còn biết rằng McDonnell cũng đang gặp nguy hiểm. Không lâu sau, một vụ tai nạn lại xảy ra. Một tảng băng lớn từ nút cổ chai lại rơi trúng McDonnell và Mohaben, người Pakistan, đang đứng cạnh. Cả hai đều thiệt mạng. Cùng lúc đó, người Hà Lan Rogen cuối cùng cũng quay trở lại trại 4. Anh ta ngay lập tức kêu gọi những người Sherpa giúp đỡ, hy vọng họ sẽ giải cứu được ba nhà leo núi Hàn Quốc bị mắc kẹt ở nút cổ chai. Hai người Sherpa, Jumik và Pasang đến từ Nepal, đã quyết định ra tay giải cứu. Cả hai đều có kinh nghiệm cứu hộ phong phú. Khi đến nút cổ chai, họ phát hiện ra rằng ba nhà leo núi Hàn Quốc đã bị mắc kẹt khá lâu. Một trong những người leo núi đã bị thương quá nặng. Dù họ có thể đưa anh ta đến trại 4, thì anh ta cũng không thể sống sót. Vì vậy, để đưa hai nhà leo núi còn lại về trại 4 an toàn, hai người chỉ có thể để người leo núi bị thương nặng ở đây. Họ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Mọi người đều biết việc người ra đi có ý nghĩa như thế nào với những đồng đội còn lại. Lúc này, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác tuyệt vọng, bất lực. Bốn người bước xuống núi với đôi mắt ngấn lệ. Những người leo núi ở trại số 4 đang nhìn họ từ xa. Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên và một tảng băng lớn từ đỉnh rơi xuống thẳng vào bốn người. Hai người Sherpa ban đầu định đi cứu người, nhưng không may, họ và hai nhà leo núi Hàn Quốc đã thiệt mạng. Cuối cùng, họ đã hoàn thành chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Trong sự cố này, 11 nhà leo núi đã thiệt mạng trên núi K2, khiến đây trở thành thảm họa nguy hiểm nhất trong lịch sử leo núi. Những người leo núi còn lại quay trở lại trại căn cứ theo lộ trình ban đầu và gửi tín hiệu cấp cứu đến thế giới bên ngoài. Vào ngày 4 tháng 8, lực lượng cứu hộ bên ngoài đã cử 20 máy bay trực thăng đến chữa trị cho những người bị thương. Cho đến ngày nay, đỉnh K2 vẫn thu hút vô số người leo núi. Những nhà leo núi đến đây đều có thể thấy một gò đá được bao phủ bởi những tấm bảng kim loại. Mỗi tấm bảng đều khắc tên của người leo núi đã khuất và các thông tin khác. Tinh thần dám thử thách và leo núi của họ đã truyền cảm hứng cho những nhà leo núi tương lai hãy dũng cảm thách thức khi gặp khó khăn, nhưng họ cũng phải hành động trong khả năng của mình. Video hôm nay xin kết thúc tại đây và hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!